Thưa quý vị và các bạn, thương mại dịch vụ là một trong ba khu vực tạo nên giá trị tổng sản phẩm của tỉnh, gọi tắt là GRDP. 40 năm qua, kể từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cùng với cả nước, ngành thương mại và dịch vụ Vĩnh Long có sự tăng trưởng nhanh. Thương mại và dịch vụ hiện chiếm tỷ trọng cao nhất trong GRDP của tỉnh. Qua đó, góp phần đưa Vĩnh Long chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một tỉnh thuần nông sang tỉnh có nền kinh tế phát triển toàn diện. Với vị trí địa lý thuận lợi nằm ngay giữa sông Tiền và sông Hậu, trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu Vĩnh Long là đầu mối giao thương quan trọng của nhiều tỉnh lân cận, từ Tiền Giang, Đồng Tháp đến Bến Tre, Trà Vinh. Đây là điều kiện tiên quyết để Vĩnh Long trở thành tỉnh có ngành thương mại dịch vụ phát triển trong khu vực. Đến cuối năm 2015 này, tỷ trọng thương mại dịch vụ của Vĩnh Long chiếm hơn 44% trong tổng giá trị sản phẩm của tỉnh. Về quy mô, hiện nay trên toàn tỉnh đã có là 112 chợ, trong đó rất nhiều chợ loại 1 và loại 2. Bên cạnh đó đã xây dựng và đưa vào hoạt động phát huy có hiệu quả là 4 siêu thị. Đây cũng là một hình thức thương mại hiện đại cái giai đoạn hiện nay, đáp ứng cái nhu cầu sản xuất tiêu dùng và cho nhân dân của tỉnh nhà. So với trước thì số chợ sẽ tăng gần gấp đôi so với những năm đầu sau giải phóng. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, thương mại nông thôn được phát triển gần như hầu khắp cái địa bàn nông thôn của tỉnh nhà đều có chợ và cái điểm họp chợ. Đặc biệt đối với trung tâm huyện là có cái trung tâm thương mại cũng như là cái chợ đạt loại 2 rất là lớn. Tác động của cái phát triển thương mại dịch vụ trong 40 năm qua đã tạo nên cái cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa cung ứng vật tư nguyên liệu cho sản xuất, đây là cũng một điều kiện để hỗ trợ sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, kích thích sản xuất phát triển. Sau ngày giải phóng miền Nam, thương mại dịch vụ Vĩnh Long cũng đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới và phát triển. Năm 1992, năm đầu tiên tách ra từ tỉnh Cửu Long, ngành thương mại du lịch được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai sở là kinh tế đối ngoại và thương nghiệp. Từ đó đến nay, thương mại dịch vụ nằm trong tiến trình đổi mới của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Hoạt động thương mại nội địa ngày càng đi vào nề nếp, theo hướng văn minh, lịch sự, phát triển theo quy hoạch với hệ thống bán lẻ hiện đại, gồm 4 siêu thị tập trung tại thành phố Vĩnh Long. Còn hệ thống bán lẻ truyền thống cũng có sự phát triển vượt bậc, khi toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có đến 110 chợ lớn nhỏ từ thành thị đến nông thôn. Cứ bình quân mỗi phường, xã, thị trấn đều có một chợ. Đây là kết quả của 40 năm đầu tư nâng cấp, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại, giúp hàng hóa lưu thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân. Nếu như những năm đầu sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vai trò chính của thương mại dịch vụ do các đơn vị kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, mà chủ yếu là hợp tác xã mua bán chi phối, thì hiện nay các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thương mại đa dạng hơn và có sự chuyển biến theo hướng nâng chất, như loại hình hợp tác xã. Vào năm 1978, thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã chiếm lĩnh 80% thị trường, với 63 hợp tác xã mua bán cấp xã, cung ứng gần 80% hàng tiêu dùng và nhu yếu phẩm đến tay người tiêu dùng. Thì ngày nay, các hợp tác xã trên lĩnh vực thương mại dịch vụ hoạt động theo cơ chế thị trường. Hiện có 8 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng kinh doanh, khai thác quản lý 16 chợ các loại. Từ cái bộ máy quản lý cũ, rồi sang hợp tác xã, thì đôi khi anh em cũng chưa có thích lắm. Cho nên là nó có những cái chuyện mà nó không được thuận với nhau. Cho nên là cái yếu tố này nó là cũng hết sức là quan trọng. Thì mình phải gặp gỡ rồi tìm hiểu. Và cái tâm huyết chung là đưa cái mục đích chính về cái lĩnh vực hợp tác xã tập thể này là nó mang cái tính là tập thể. Và chính bản thân mình cũng được hưởng. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm qua, ngành thương mại đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, phát triển thị trường từ nông thôn đến thành thị. Hoạt động thương mại ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng, đảm bảo tiêu thụ hàng hóa nông sản, cung cấp vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng cho nông dân.
và góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đại hội Đảng bộ tỉnh Cửu Long lần thứ nhất năm 1976 đã xác định cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xóa bỏ tàn dư giai cấp phong kiến, đẩy mạnh phong trào làm ăn tập thể, tập đoàn thành phổ biến có trình độ khá cao. Trong công tác lưu thông phân phối, chú ý phát triển thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán, tăng cường công tác thu mua, nắm nguồn hàng và tổ chức giao lưu hàng hóa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Nền thương nghiệp xã hội chủ nghĩa hình thành với chức năng thu mua, nắm nguồn hàng lương thực thực phẩm và phân phối những mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Thực hiện đường lối đổi mới từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 vào năm 1986, nền kinh tế nước ta đã bắt đầu vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với cả nước, Vĩnh Long xác định có 5 thành phần kinh tế cơ bản là kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản và kinh tế hộ gia đình. Điểm nổi bật của ngành thương nghiệp trong giai đoạn này là tự chủ kinh doanh, lấy hiệu quả làm thước đo, từng bước cởi bỏ được những phương pháp cứng nhắc của thời kỳ đầu. Thực hiện đường lối đổi mới này, Vĩnh Long tiến hành củng cố, sắp xếp lại các đầu mối hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc giải thể các doanh nghiệp không hiệu quả, lỗ lã kéo dài, sáp nhập nhiều doanh nghiệp tương đồng và hình thành doanh nghiệp mới theo yêu cầu phát triển lúc bấy giờ. Công ty cổ phần may Vĩnh Tiến, tiền thân là xí nghiệp may xuất khẩu, ra đời trong thời điểm đó là một hình mẫu của sự đổi mới thành công, chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Thời điểm 2002 thì chúng tôi được nhận nhiệm vụ tiếp quản xí nghiệp may tại Vĩnh Long. Lúc bây giờ thì xí nghiệp cũng là một đơn vị nhỏ, có quy mô khoảng hơn 100 lao động. Và với cái mặt bằng, với cái điều kiện nhà xưởng sản xuất rất là cũ, tỉnh và các sở ngành thì có cái quan tâm rất đặc biệt đến cái việc giúp cho xí nghiệp may hình thành và phát triển. Lúc bây giờ thì tỉnh cũng bắt đầu xây dựng cái một cửa. Thì chúng tôi khi làm việc với sở kế hoạch đầu tư xong, được cấp giấy phép kinh doanh xong thì các sở ngành để tạo điều kiện rất thuận lợi để cho nhà máy tổ chức sản xuất. Doanh số lúc ấy một năm thì cũng rất là khiêm tốn. Nhưng đến nay thì công ty đã có 2.150 lao động và doanh số như của năm 2014 chúng tôi đã thực hiện được là 160 tỷ. Và dự kiến năm 2015 này thì chúng tôi xây dựng doanh số là khoảng 220 tỷ. Trong giai đoạn hiện nay, thương mại không những thực hiện mục tiêu tăng trưởng, góp phần nâng tỷ trọng tổng sản phẩm địa phương, mà còn góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, hội nhập quốc tế. Nếu như tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ giai đoạn 2001-2005 tăng gần 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước đó, thì trong giai đoạn 2006-2010 tăng gần 2,5 lần, với tỷ lệ tăng bình quân gần 25%. Đến năm 2015 này, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 28.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 44% trong cơ cấu chung của nền kinh tế, đủ để khẳng định vai trò cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng của ngành thương mại. Thưa quý vị và các bạn, xuất nhập khẩu là một trong ba chương trình kinh tế lớn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ở Vĩnh Long, hàng năm xuất khẩu mang về lượng ngoại tệ cho tỉnh hàng trăm triệu đô la Mỹ và có tốc độ tăng trưởng đều hàng năm. Tuy hàng hóa xuất khẩu của tỉnh khá đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là nông sản, qua đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Qua nhiều thời kỳ, từng giai đoạn, thị trường có khác nhau, nhưng gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Vĩnh Long. Là một tỉnh có diện tích đất sản xuất không lớn, nhưng mỗi năm, Vĩnh Long vẫn duy trì sản lượng lúa 1 triệu tấn. Ngoài đáp ứng nhu cầu nội địa, hàng năm Vĩnh Long còn xuất khẩu hàng trăm ngàn tấn gạo. Nếu như năm 1989, năm đầu tiên Vĩnh Long tham gia xuất khẩu 65.000 tấn gạo, thì năm 2012, năm xuất khẩu gạo mạnh nhất, các doanh nghiệp trong tỉnh đã xuất được 455.000 tấn gạo. Ngoài gạo, Vĩnh Long còn có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu thế mạnh khác như trứng vịt muối, tôm đông lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm may mặc, giày da, vân vân. Thị trường tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu của Vĩnh Long thời kỳ đầu giới hạn ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Cuối năm 1991, khi Liên Xô tan rã, thị trường các nước xã hội chủ nghĩa không còn đã làm cho xuất khẩu của tỉnh sụt giảm mạnh, chỉ đạt hơn 20 triệu đô la Mỹ, giảm 47% so năm 1990. Song, nhờ chuyển biến kịp thời
mà hoạt động kinh doanh xuất khẩu của tỉnh có sự khôi phục nhanh sau đó. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh từ chỗ chỉ đạt giá trị 28 triệu rưỡi đô la Mỹ năm 1989 đã tăng lên 66 triệu đô la Mỹ vào năm 1995. Và đến năm 2012, hoạt động xuất khẩu mang về lượng ngoại tệ cho tỉnh đạt 412 triệu đô la Mỹ. Từ năm 1975 tới năm 1986, cái thương mại của chúng ta chủ yếu là cái thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, là đảm đương cái khâu phân phối hàng hóa và cái nhu yếu phẩm để phục vụ cho nhân dân. Cái vấn đề thứ hai nữa là tập trung làm thu mua những cái sản phẩm nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp để mà chúng ta là phân phối và đồng thời là chúng ta đi xuất khẩu để đổi lấy những cái hàng hóa về để phục vụ cho đất nước. Nhưng mà là đặc biệt là từ năm 86 thì sau đại hội đảng lần thứ 6 thì là chúng ta chuyển đổi cái cơ chế kinh tế của nước chúng ta là sang cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cái thương mại và dịch vụ của tỉnh nhà của chúng ta cũng phát triển là rất là đáng kể. Tốc độ tăng trưởng của quá trình thương mại thì là chúng ta bình quân từ năm 86 đến nay thì chúng ta tăng 13,5%. Chủng loại hàng hóa chúng ta rất là đa dạng. Thương mại hai chiều là chúng ta cũng đã là phát triển. Tỷ trọng cái thương mại người ta trước đây vào những năm 80 thì cái tỷ trọng thương mại của chúng ta trên dưới 10%. Nhưng mà đến nay thì do cái định hướng của chúng ta chuyển dần cái cơ cấu kinh tế thì hiện nay là cái dịch thương mại và dịch vụ đó là hiện nay là chiếm 43,9%. Trong giai đoạn đổi mới, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đa dạng hơn, từ hàng may mặc, da giày đến các sản phẩm công nghệ chế biến. Đồng thời thị trường xuất khẩu hàng hóa của Vĩnh Long cũng rộng hơn nhiều so với trước. Trong đó có cả những thị trường lớn và khó tính như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, v.v. Trong khi nhập khẩu của tỉnh hàng năm chỉ bằng khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu, với những mặt hàng chủ yếu là vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Vĩnh Long hết sức chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại bằng việc liên kết với các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Các doanh nghiệp và sản phẩm chủ lực của tỉnh Vĩnh Long đã tìm được thị trường tiêu thụ mới. Công tác xúc tiến thương mại không chỉ được thực hiện trong nước mà còn ở cả nước ngoài. Các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước đã trở thành hoạt động định kỳ, thường xuyên. Hàng năm tỉnh đều tổ chức các hội chợ tại thành phố Vĩnh Long và các huyện, giới thiệu cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ chuyên ngành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các thị trường trọng điểm trong nước. Riêng trong năm 2014, các kỳ hội chợ trong tỉnh đã đạt doanh số trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Các kỳ hội chợ ngoài tỉnh đạt gần 2 tỷ đồng và ngoài nước đạt 25.000 đô la Mỹ. Những năm gần đây, Vĩnh Long đã chủ động đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại ra nước ngoài. Các đặc sản địa phương như bưởi năm roi, khoai lang, cây giống, dược phẩm, phân bón, nước chấm đã vươn ra các thị trường nhiều nước, trong đó có các nước khu vực ASEAN. Ngành thương mại còn tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm thương mại hữu nghị Kampong Smur tại Campuchia. Tham gia hoạt động này, nhiều mặt hàng của tỉnh đã được giới thiệu đến người tiêu dùng nước bạn. Thưa quý vị và các bạn, Vĩnh Long là tỉnh không có biển, không rừng, không biên giới. Nhưng chính những dòng sông lớn chảy qua địa bàn là điều kiện thuận lợi bậc nhất để ngành du lịch phát triển, chương trình du lịch đi trong màu xanh đồng bằng hay là tay ngủ nhà ta tại 4 xã Cù Lao thuộc huyện Long Hồ được xem là điểm nhấn của du lịch Vĩnh Long những năm qua. Phát huy lợi thế sông nước miền Tây Nam Bộ với điểm nhấn là cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, loại hình du lịch sinh thái của Vĩnh Long có sức thu hút mạnh đối với du khách trong và ngoài nước. Nếu như suốt giai đoạn năm 1979 đến năm 1985, toàn tỉnh chỉ đón tiếp khoảng 2.500 khách du lịch, thì sang giai đoạn năm 1986 đến năm 1990 có 12.500 lượt khách đến Vĩnh Long. Giai đoạn năm 1991 đến năm 1995, lượt khách tham quan tỉnh tăng trưởng mạnh khi có đến 235.000 khách. Vài năm gần đây, Vĩnh Long đã thực sự trở thành một điểm đến quan trọng trong hành trình khám phá đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng năm 2014 vừa qua, ước lượng khách du lịch đến Vĩnh Long đã đạt đến 950.000 lượt người, trong đó khách quốc tế là 200.000 lượt, tổng doanh thu đạt 210 tỷ đồng.
Sắp tới về cái thương mại của đời chúng ta thì chúng ta cũng phải quan tâm một số các cái vấn đề. Cái thứ nhất là chúng ta do cái phát triển cái thương mại nó mạnh như vậy thì là chúng ta cũng cần phải quan tâm đến vấn đề quy hoạch, quan tâm đến cái phát triển cái hệ thống phân phối mà hiện đại, thực hiện cái liên kết với những cái trung tâm kinh tế lớn, kể cả với những cái doanh nghiệp mà có chức năng xuất khẩu hàng hóa, thì là chúng ta có cái chân hàng, tạo được cái chân hàng ổn định, và là chúng ta để là có cái hàng hóa để mở rộng cái thị trường. Trong định hướng phát triển của mình thời gian tới, Vĩnh Long chú trọng phát triển hạ tầng thương mại, du lịch, mở rộng giao lưu hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của địa phương trong tiến trình hội nhập kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015 đánh dấu mốc 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và cũng là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, thương mại dịch vụ vẫn được xem là một đột phá chiến lược để Vĩnh Long tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa Vĩnh Long thành tỉnh có kinh tế phát triển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ khi chia tách tỉnh năm 1992 đến nay, tỉnh Vĩnh Long tập trung mọi nguồn lực khai thác tiềm năng lợi thế để gia tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng trong cơ cấu chung của nền kinh tế. Qua hơn 20 năm, Vĩnh Long có những giải pháp gì thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp? Chuyên đề kinh tế kỳ tới với chủ đề Vĩnh Long chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát sóng lúc 19:45 ngày thứ Hai, 4 tháng 5 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.